Tôi lắng nghe những tiếng chim hè, chim ní non ru khúc mê say. Một khi lòng tôi nghe sầu nhớ, em hỡi em tôi đã yêu rồi. Kìa, ông thầy dạy học của tôi, làm gì mà ngơ ngẩn thẫn thờ vậy ha? Tôi ngồi chờ em để hỏi thăm chuyện gì xảy ra trong đêm vừa rồi mà ầm ĩ vậy. Anh Trọng Nam ơi, mấy bữa nay trời có trăng, tôi hay đi dạo trong vườn. Bỗng tôi chợt thấy một bóng đen thường buông tiếng thở than, làm cho tôi phải hoảng kinh. Lúc ẩn hiện khi thì mẫn dạng, tôi vội chạy vào phòng. Và mới hồi hôm nay tôi đang chợp mắt, nửa tỉnh nửa mơ tôi bỗng thấy một bóng ma đứng gần tôi. Bà ta nhìn đăm đăm, tôi hoảng sợ và la ầm lên đại khi rõ sự tình. Chính bà Thuận vào phòng. Kim Chi, theo tôi nghĩ bóng đen và tiếng than trong vườn cây chẳng qua là do em tưởng tượng ra mà thôi. Riêng về việc bắt gái vào phòng em, có lẽ là có liên quan đến bệnh của bà ấy. Dù sao đi nữa, từ nay trở đi em cũng nên cài cửa lại trước khi đi ngủ. Trọng Nam, anh nghi ngờ điều gì chăng? Tôi không nghi ngờ gì cả. Anh Nam, nghĩ gì nữa vậy? Những ngày qua em thường ca ngợi Lê Trọng nhanh trí, nhưng tôi lại nhanh trí hơn hắn nhiều. Em có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không? Anh đang nghĩ gì? Muốn hôn em. À, quỷ anh à, khi khổng khi không ôm hôn người ta hả? Ai bảo em làm anh mơ ước? Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu. Em buồn em nhớ, ôi em nhớ, em gọi thầm anh suốt cả ngày. Sáng nay nắng đẹp trời xanh, trong vườn hồng một nụ hoa tình đang khoe sắc thắm. Dìu dạt ru em đưa hồn người vào mộng ngang ngát, tỏa hương thơm tô đậm bức tranh đời. Anh đã cho em hương vị tuyệt vời, trong vòng tay anh nồng nàn tha thiết. Em biết rằng em yêu chỉ anh. Từ lâu rồi trên khóe mắt bờ môi em đã nhốt tinh hồn anh vào vô tận. Và bây giờ mình được trọn ước mơ, bên sẵn đợi chờ thuyền yêu cập bến. Gặp nàng tiên giang mỹ miều, anh như cánh bướm dần qua thắm, lạc vào sa mạc của tình yêu. Tình yêu khơi nguồn mạch suối trong veo, cho sa mạc bóng đầy hoa thơm cỏ biếc. Ta trao nhau từng ánh nhìn tha thiết, để cuộc đời gặm dệt qua theo. Em mất rồi nét hồn nhiên tuổi dài, hồn lấn lấn
tình yêu của mình đẹp lắm Kim Chi ơi, lòng ngất ngây say đại dài theo lối mộng, trái tim anh đã đến hồi dậy sống tha thiết chân thành đòi hỏi một tình yêu. Làm gì như người ta dữ vậy? Em có muốn nghe anh thổ lộ cho biết một chuyện bí mật không? Muốn. Vậy thì nghe đây. Có người muốn ăn thịt em. Ai? Anh nè. Tại sao chứ? Vì sợ kẻ khác cướp mất em. Ai cướp? Cần gì phải nói ra. Vì anh biết, em biết, cả hắn cũng biết nữa. Anh thật là đa nghi á. Từ nãy giờ anh không làm bổn phận người thầy giáo đang dạy học trò, cứ đùa giỡn không à. Nhìn nụ cười rạng rỡ của em, anh biết em đang tự hào về sức thu hút của mình. Có lẽ trong đáy lòng em đang dự định chinh phục tất cả đàn ông trên đời này. Nè, đừng có đoán ẩu như vậy nghe. Anh tưởng rằng công cuộc nghiên cứu về tâm lý của anh đã đến chỗ toàn bích rồi sao? Đúng vậy, nhất là tâm lý của em. Thật không? Thật. Vậy thì xin ông thầy giáo trả lời 3 câu hỏi của học trò. Cứ hỏi. Thứ nhất, điều em hy vọng nhất là gì? Thứ hai, em đang nghĩ gì? Và thứ ba, người em yêu mến nhất là ai? Câu thứ nhất là Từ Trọng Nam. Câu thứ hai cũng là Từ Trọng Nam. Và câu thứ ba cũng lại là Từ Trọng Nam. Nói mà không biết ngượng. Đừng đi. Đi đâu vậy? Tại sao lại cản em? Chỉ vì anh muốn em nghe tim anh đang thổn thức. Nè, lại đây kề tai vào ngực anh nè. Em có nghe không? Ngộ quá. Nó đập có dữ không em? Nó đập thùm thộp vậy đó. Em nói sai rồi. Anh nghe nó kêu Kim Chi, Kim Chi. Trọng Nam. Anh Kim Chi. Thôi, bắt đầu từ giờ phút này không cho lộn xộn nữa nha. Học hành đàng hoàng nghe chưa? Anh làm như em là người gây ra lộn xộn hổng bằng. Ai bảo em nhìn anh chậm chạp làm chi? Hết học được rồi. Xin phép thầy, buổi sáng nay tới đây cho em xin chấm dứt bài học nghe. Phải rồi. Buổi học hôm nay dạy nhiều môn quá. Thầy dạy thật kỹ. Học trò học quá tận tình. Bài vở nào cũng đều thuộc hết đó. Quỷ anh à, kỳ cục à. Trọng Nam, em thấy ở đây có nhiều dây chùm gửi bám vào thân cây tòng. Ngộ quá anh ha. Em có cảm nghĩ gì về thân tòng và hoa chùm gửi? Kim Chi muốn hỏi anh, tạo hóa đã vì cây tòng mà tạo ra hoa. Hai vì hoa mà tạo ra cây tòng. Anh nghĩ là tòng được tạo ra cho loài chùm gửi tựa nương, vì cây tòng tách ra khỏi hoa vẫn có thể được sống, còn những hoa không thể sống xa tòng. Em thử nghĩ có đúng không? Nó chỉ sống bám vào thân cây, một sự sống khác thường. Em có một gợi cảm nào, xem đời sống của nó giống ai không? Có phải anh muốn nói bà thùng đây là đoán qua chùm gợi chứ gì? Ông Thuận là thân cây tòng, bà Thuận yêu mến sông tựa nương. Cả hai quân quýt bên nhau như hai loại cây này. Nhiều lúc anh hết sức lạ lùng, của cặp vợ chồng họ hợp kết
thân gầy không tự đến, chỉ tại gió xuân sang. Những ai là cơn gió mùa xuân đưa đường dẫn lối họ gặp nhau. Theo anh thì ông bà Thuận có một chuyện tình éo le lắm sao? Đúng. Anh thấy chuyện gia đình nhà họ Lê này không giản dị lắm. Hết giờ rồi, Kim Chi hãy nghe anh nói. Có lẽ em cũng biết rằng không thể ở nhờ nhà người mãi được, phải không? Vì vậy, việc thi vào đại học với người khác thì không quan trọng, nhưng với em thì ngược lại. Em phải thành công chứ không thể thất bại. Xác mẹ chết chưa lành, ơn của giáo sư Lê Thuận như núi, em không có quyền thi rớt. Một bức họa quen thuộc. Tôi đã ăn cắp cách bố cục của bức tranh trong phòng của chị. Vì nét tang thương và hùng vĩ của nó khiến tôi thích thú. Chị vẽ đẹp quá. Nhưng bức họa không do tôi tự nghĩ ra thì có gì là đẹp, là hay đâu. Chị thích những cánh hoa này lắm mà. Vâng, tôi thích màu của những cánh hoa đó. Kim Chi, chị giống cha hay là giống mẹ? Theo tôi nghĩ, có lẽ giống mẹ tôi hơn. Tôi thấy chị cũng vậy á. Nhưng tôi thích được giống cha hơn. Sao vậy? Mẹ chị đẹp, và chị còn đẹp hơn nữa mà. Chị có để ý cha của tôi không? Ông đẹp trai, lại có cá tính cứng cỏi, bất khuất, giống như cây tồng cao vời vợi. Còn mẹ tôi, người giống như những cánh hoa vàng trong phòng của chị. Đừng bóp nát những cánh hoa này. Anh có biết nó mang tâm sự gì trong ấy? Đừng dứt đi cánh hoa màu lam nhạt, vì anh phải biết nó vẫn có trái tim. Chị làm gì vậy? Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi lật thử xem cái gì đó mà. Lật thử xem à? Bố mẹ chị không dạy chị là đừng nên tự ý lấy xem những vật riêng tư của kẻ khác. Nè, chị đừng có ăn nói hàm hồ, đừng có kêu căng tàn nhẫn. Mẹ tôi rất quảng đại thông minh, đã dạy cho con nhiều điều tốt, nhất là phải biết thương người và phải biết làm cho người yêu mến. Đừng nên cười chê ai, vì như thế sẽ bị họ mắng vào mặt mình. Nếu con thành thật đối đãi thân tình thì chẳng bao giờ người tệ bạc với con, ngoại trừ những kẻ không có trái tim. Họ không biết phân biệt thế nào là sự cợt đùa, là sự thành tâm. Mẹ chị quả là người tốt. Bà ta đã dạy cho chị biết là có một giống người không có trái tim, dùng oán để báo đức, phải không? Tôi nghĩ là không có một người nào trong nhà này lại không tốt với chị. Chị, Kim Chi, làm gì mà chạy nhanh vậy? Kìa, em khóc à? Không, đâu có gì. Khoan đã, đợi anh hỏi rõ ràng xem tại sao. Không,
không có chuyện gì hết. Cái này là cái gì vậy? À, kim thủy đó. Lúc nào cô ấy cũng ép qua trong vở, anh cũng không biết qua gì. Đừng bóp nát những cánh hoa này. Anh có biết nó mang tâm sự gì trong ấy? Đừng dứt đi cánh hoa lam nhạt, vì anh phải biết nó vẫn có trái tim. Kim Chi, em đang đọc cái gì đó? Việc học đã làm em mệt mỏi lắm phải không? Để chiều thứ bảy này anh đưa em đi xem phim và dạo phố nha. Kim Chi, anh đã làm cho em buồn à? Không, không phải vậy. Trọng Nam, anh quá tốt với em, trong khi ai cũng... Ai đã hiếp đáp em? Không, không có ai hết. Vậy thì cười lên đi chứ. Anh biết em không phải là cô gái đa sầu đa cảm, đúng không? Hãy nghe anh nói, Kim Chi, em sẽ không là người cô độc. Cuộc đời anh và em giống hệt nhau, nhưng anh không bao giờ để cho nỗi buồn lấn áp anh cả. Vâng, em sẽ không bao giờ buồn nữa, vì bên em đã có anh. Chụp lúc cháu vừa được 6 tuổi. Nghe mẹ thường kể lại thì cháu lúc nhỏ giống như chú mèo con, chỉ thiếu những cọng râu ở mép nữa thôi. Lúc em 6 tuổi, cuộc sống của em có sung sướng không? Cha em là người ra sao? Dạ, con cũng không nhớ rõ, chỉ biết người là một giáo sư trung học. Nhưng nghe mẹ nói cha con rất thật thà, con nghĩ có lẽ người rất tốt. Vậy tại sao cha em lại mất? Dạ, nghe nói vì bệnh phổi. Lúc đó nhà con cũng nghèo quá nên cha đi mãi không về. Thương nhớ làm cho đời mẹ như quăng thêm bao cái đắng suốt bao năm dài ngàn năm gian lao. Xót xa trong lòng nềm riêng càng nghe dai dứt, cảm thương cho người vì ai chất chồng sâu. Mười mấy năm hai mẹ con sống hầm hiu trong gian phòng của ngôi trường nơi tinh lẻ. Mẹ lấy tiếng ê a của trẻ thơ làm nhạc và tiếng cười của con làm lẽ sống trên đời. Sống cuộc đời đảm bạc dịu dắt khôn khờ cho đến lúc thành nhân. Mẹ âm thầm nhịn bớt phần ăn để trang trải áo quần sách vở, vì tương lai của con mẹ ngày đêm trăng trở. Căn bệnh trầm kha đã quật ngã mẹ hiền. Trời ơi, nhưng mẹ của em, người không buồn phiền chuyện gì khác nữa sao? Mẹ thường buồn lắm chứ, nhưng lúc nào mẹ cũng nhìn thẳng vào thực tế,
vì mẹ con là một người đàn bà cứng cỏi. Mẹ em quá tốt, tốt đến nỗi bác Thuận, bác Thuận ơi, bác đừng quá xúc động. Không, tôi không xúc động vì những con người có trái tim mới biết xót đau, còn những con người không có trái tim thì làm sao có thể dễ dàng xúc động. Tôi là người không có trái tim và cũng không mà có cả linh hồn. Trên đời này có biết bao chuyện éo le, em có hiểu không? Mà làm sao em hiểu được? Thật tội nghiệp cho tôi, chỉ còn đây thể xác, một thể xác vô hồn đáng ghê tởm khinh khi. Bác Thuận ơi, bác đừng làm con sợ. Bác Thuận ơi. Kìa, có chuyện gì vậy? Giáo sư, bác gái. Thanh Nhã, chuyện gì vậy em? Không có chuyện gì đâu anh. Em chỉ nói chuyện với Kim Chi thôi mà. Có thật gì không? Vậy tại sao em lại khóc? Hả? Tại sao em khóc? Kim Chi, cô nói gì để cho bác gái khóc vậy? Dạ tôi có nói gì đâu. Nhất định là cô vừa nói cái gì đó nên... Anh đừng dữ dằn như vậy với Kim Chi chứ. Nó là đứa con gái dễ thương lắm mà. Không, anh nào có dữ dằn với Kim Chi đâu. Có, anh đã dữ dằn với nó. Anh Thuận, hãy thương nó, hãy chăm sóc nó chu đáo nha anh. Thôi em đừng khóc nữa, anh sẽ không dữ dằn với nó nữa đâu. Bây giờ anh đưa em về phòng nghỉ nghe em. Cô Chi, cô đừng nên tập bay, vì dưới chân cô có bánh xe đó, mà cô thì không có cánh. Vì vậy nếu cô muốn bay thì bay đâu chẳng thấy, chỉ thấy đo đất mà thôi. Nè, anh nhìn trộm tôi bao lâu rồi? Bắt đầu từ cái lúc mà cô giống như kẻ trộm, len lén xách đôi giày trượt ba tin chạy xuống lầu. Vậy tại sao thấy tôi té anh không đến đỡ lên mà còn đứng cười? Thiệt là thất đức quá. Thôi, khăn nè, lau cho khô mồ hôi đi. Cảm ơn anh. Khăn gì mà đen xì à, bẩn quá. Kim Chi, tôi đố cô chứ, cô có biết là cô đã mang đến cho nhà họ Lê này cái gì không? Mang đến cái gì đâu? Cô đã mang đến sự sống. Sự sống à? Đúng vậy. Cô Chi à, vì trước khi cô đến, nhà họ Lê này chỉ là ngôi nhà chết, ít thấy bóng người. Ngày cũng như đêm, từ trước tới sau hoang vắng âm u. Bây giờ thì ngược lại có phần nhộn nhịp. Anh muốn nói gì tôi chẳng hiểu gì đâu. Cô không nhận thấy mấy lúc sau này, tôi chơi thì ít, ở nhà lại nhiều. Cô biết sao không? Thì anh cứ nói đi. Tại có mặt Kim Chi, từ khi cô có mặt ngôi nhà này như sống lại. Tôi thấy giường như cây cỏ cũng vui lây. Cô sợ tôi lắm sao Kim Chi? Tôi không sợ cái gì cả. À, cô Chi à, hôm qua tôi nghe cô hát một bài ca rất là quen thuộc, rất gần gũi mà tôi ưa thích. Cô có thể hát lại cho tôi nghe được không?
Đó là bài ca Chim mẹ dạy chim con. Ủa, anh cũng biết bài hát này nữa hả? Phải. Hình như tôi đã biết bản hát này trong giấc mộng. Có lẽ thế, vì những lời hát kia đã ăn sâu vào tim óc. Tôi chẳng nghe ai hát ai ca mà sao như quen thuộc từ bao giờ. Ở trong tôi như có sự ẩn hiện mập mà. Nhất định là anh đã nghe ai hát, còn tôi thì được mẹ dạy cho. À phải rồi, nghe nói mẹ tôi và mẹ cô hai người thương nhau như là chị em ruột thịt. Có lẽ khi tôi còn ở tuổi ấu thơ, được mẹ cô dỗ về và dạy cho tôi hát. Anh nghe từ lúc 3-4 tuổi thì làm sao nhớ được cho đến bây giờ chứ? Tôi nghĩ là có thể được chứ. Ít nhất nó cũng có một ấn tượng ở trong tiềm thức. Cô Kim Chi à, cũng như là ngày mới gặp cô, tôi tưởng chừng như thân quen lắm. Chẳng một lần gặp nhau mà như thương mến từ lâu rồi. Kim Chi ơi, tôi cũng con thuyền lã một lần đổ bến, e ấp ngại ngùng tìm chỗ buông neo. Ngọn đông phong nay đã trở mình, lòng mang mát đón đợi mùa gió mới. Tôi không để cô vuột khỏi tầm tay, với dịu dặt êm đềm mong mê giao yêu. Kim Chi, cô có hiểu tôi nói gì không? Tôi không hiểu gì cả. Vậy thì để tôi cho cô biết nhé. Sao anh lại ôm tôi? Trọng Nam đâu có chỗ nào đáng yêu đâu. Kim Chi à, hắn chẳng qua chỉ là một con ngọt sách, đâu xứng với em. Không phải thế, anh không hiểu được anh ấy. Trọng Nam có tư tưởng, có nghị lực và cả lý trí. Vậy tôi không có tư tưởng, nghị lực và lý trí sao? Anh hình như cũng có. Hình như à? Vậy cô giải thích xem tại sao. Vì tư tưởng anh quá rộng rãi, thái độ anh đối với mọi người chung quanh lại quá phóng túng, lúc nào cũng thích chăm chọc, không cần biết điều ấy đúng hay sai. Anh lại không coi gì là quan trọng, kể cả cuộc sống và tình cảm. Không có trách nhiệm trên cả phương diện học hành lẫn chuyện tình yêu. Tôi có nhiều khuyết điểm đến vậy sao? Đó là hình ảnh của một Lê Trọng trong mắt em đó à? Vâng, nhưng có đúng không chứ? Cũng đúng phần nào. Nhưng sau khi thành hôn, cô không được phê bình tôi một cách cẩu thả như vậy. Bây giờ thì được, nhưng sau này tôi sẽ là người chồng đứng đắn và độc tài. Anh lầm rồi. Tôi không hề có ý định làm vợ anh. Tôi không lầm. Nhất định cô phải là vợ tôi. Không, không bao giờ. Kim Chi, nhất định phải như vậy. Kim Chi, buông ra. Trọng, đồ mọi vợ. Cha, tại sao cha làm như vậy? Tại sao đánh tôi? Khốn nạn, tại sao?
mày lại toan làm điều bậy bạ. Tao đã từng cảnh cáo không cho mày quấy nhiều Kim Chi. Tại sao cha cứ làm thầy rùa cản đường hoài vậy? Cha cho Kim Chi và con không xứng đôi chăng? Mày bộ cha tưởng là con đang đóng kịch hay sao? Đúng ra là cha phải mừng vì có người kiềm chế được con. Mày im đi! Trời ơi đồ hư thối, mày sẽ chết xuống 18 tầng địa ngục. Mày muốn cưới ai cũng được, nhưng tao cấm mày không được đụng tới Kim Chi. Mày, mày mà lộn xộn, tao đập mày gãy cẳng. Đồ thối ta! Kim Chi, em là đồ ngu, em ngu lắm. Em cũng đáng chết lắm, đáng chết lắm. Nè, hãy mở mắt ra xem cô cái thằng này nè, có chỗ nào để đáng cho em để ý chứ? Sống sao chẳng chịu an phận, cứ gây rắc rối hoài vậy. Đồ ngu, hư, cả một lũ hư thôi. Thôi, cha đừng có la lối ôm sờm nữa, người ta cười bây giờ. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, đủ chứng tỏ điều con nghĩ là sự thật. Cha, cha đã tự lừa dối chính cha mà. Có phải là cha cũng đã yêu Kim Chi rồi phải không? Trọng! Trời ơi! Mày, mày là thằng con! Đừng làm như vậy! Đừng vì tôi mà xô xát với nhau! Anh Trọng Nam, anh hãy cam chịu hai người đi! Kim Chi! Đừng! Đừng đụng đến chân tôi! Trời ơi! Chết rồi! Kim Chi bị trật chân, té nặng quá, bị gãy xương chân rồi! Phải mời bác sĩ tới ngay mới được! Mau! Mau mời bác sĩ đến nhanh lên! Nhanh lên! Có lẽ nào ông Thuận lại yêu Kim Chi sao? Này Kim Chi, tôi thấy sắc mặt của em không được khỏe lắm. Trọng Nam, bắt đầu từ ngày mai tạm thời ngưng dạy để cho em nó nghỉ ít bữa. Anh Trọng Nam, anh có thể đến đây một chút được không? Trọng Nam, câu chuyện xảy ra hôm ấy em muốn giải thích cho anh rõ, mà anh có thể bỏ cái lối nhìn em như thế được không? Anh nhìn em như thế này có gì khác thường đâu. Anh ngồi xuống đây được không? Anh Trọng Nam, anh phải cho tôi cơ hội để giải thích chứ. Hôm ấy như anh thấy, mọi chuyện xảy ra giữa tôi với Lê Trọng hoàn toàn do hắn chủ động. Lúc ấy tôi chưa rõ ất giáp gì cả. Có đúng vậy không hả Kim Chi? Có phải hắn đã mê hoặc em không? Kim Chi ơi, đúng ra anh không có quyền hờn trách, bởi vì em là một nguồn sáng đã thu hút lòng người bằng sự chân tình tinh khiết thanh cao. Được người ta mến yêu thì đó không hỏi và ít kỳ, anh không muốn bất cứ người đàn ông nào được nghe đến kề cận bên em.
nhìn ông giáo sư Lê Thuận đặt tay lên trán lên đầu. Anh thấy như bể thiêu bể đốt trong lòng. Trong năm mới anh đừng nghi ngờ mọi người như vậy. Giáo sư Lê Thuận, người đã chăm sóc cho em như bậc chú cha lo cho cháu con với lòng chân thật. Kim Chi ơi, em đừng tự dối lòng mình. Lê Trọng đã thốt ra lời nói kia chẳng phải vô tình. Không có chuyện đó mà. Trọng Nam, anh cũng biết em chỉ là đứa con gái không đẹp, thì anh đừng nghĩ rằng ai cũng yêu em. Em suy nghĩ cho kỹ thì biết, ngoài bà Thuận ra chưa một ai được ông Thuận chăm sóc. Kể cả Kim Thủy là con gái ruột, thân thể yếu đuối nay ốm mai đau. Vậy mà em có thấy ông ta hỏi han tiếng nào hay sờ mó đến chút nào không? Chỉ đi mời bác sĩ đến cho thuốc uống là hết trách nhiệm. Trái lại, em là đứa mồ côi đến nương nhờ ở tựa, thì tại sao, tại sao ông ta lại đặc biệt chăm sóc lo lắng như vậy? Không, không thể có chuyện như vậy được. Anh chỉ mong rằng anh sẽ ít yêu em một tí. Có như vậy, anh sẽ đỡ phải đau khổ vì ghen, vì sợ mất em. Kim Chi, em biết không, hôm ấy nhìn em và Lê Trọng, anh đã muốn đánh dập mặt hắn và muốn nghiền nát cả em. Đúng ra em phải gãi lìa cả đôi chân mới vừa, để trừng phạt tội bội tình của em. Anh thật giống như bà vợ đa nghi, em chẳng bao giờ bội tình cả. Đúng, anh là người đa nghi, và anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh từ ngọn chân lông. Từ một tư tưởng, tất cả đều là của anh. Kim Chi, anh không còn giận em nữa. Đây là tình yêu phải không em? Sống đã 25 năm, bây giờ anh mới biết thế nào là ái tình. Có nụ cười, có nước mắt, có ngọt mật lẫn chua xót, có đau khổ lẫn vui tươi. Ngủ đi, ngủ đi em. Em ngủ yên trong giấc mộng thường, hoa ngát xanh hương sắc dịu êm. Đời vẫn dài, trăng khuya dần sáng, mây vẫn trôi, trôi mãi muôn Chào bác Thuận, bác vẫn khỏe? Kim Chi, sao em lại đến đây, đến với ngôi nhà này? Dạ, nhà này có ai quen đâu mà em dám bước vào nơi đây. Thân gái một mình xin tá túc tựa nương, làm sao em biết được mọi người sẽ yêu thích, mà đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ như hiện nay. Em đến đây để làm chi vậy? Hãy
hãy nói rõ cho tôi nghe. Tôi không còn cha, không còn mẹ, nên đến xin tá túc nhà bác. Ngoài ra tôi chẳng có mục đích gì. Em đến đây làm chi? Theo bác nghĩ thì tôi đến đây để làm gì? Có phải ông ấy bằng lòng cho em đến ở đây không? Phải không? Em đến đây tất cả đều thay đổi nhiều. Tôi đã biết điều này. Em dự định làm gì và muốn chi đây? Nhưng tôi gian em. Em hãy tha thứ cho nó. Em hãy tha thứ cho nó. Bác Thuận, bác nói gì tôi không hiểu. Nó là ai? Tôi biết em hiểu mà. Phải không? Em hiểu tất cả mà. Tôi không hiểu cái gì hết. Vậy em có biết mẹ em là ai không? Mẹ tôi phải biết chứ. Người là Trần Thị Tâm, đã qua đời rồi. Bộ bác muốn thiêu dệt thêm huyền thoại hay sao? Không lẽ mẹ tôi lại là một người khác? Mẹ của em là... tôi đứng bên ngoài nghe hai người nói chuyện. Thanh Nhã, em định nói chuyện gì vậy? Bác gái đang nói về mẹ cháu. Hai bác trước kia chơi rất thân với người. Vậy thưa giáo sư, mẹ cháu là ai vậy? Em có mê không mà mẹ em là ai em cũng không biết, còn hỏi tôi nữa. Đầu óc của em đâu? Em có mê không? Tôi chỉ lặp lại câu hỏi của một người. Thanh Nhã, em về phòng trước đi. Anh muốn nói chuyện riêng với Kim Chi một chút. Kim Chi, bây giờ em có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Tôi không có chuyện gì nói cả. Mọi người đã làm tôi rối rắm. Ai cũng muốn làm ra vẻ bí mật trước mặt tôi. Làm ra vẻ bí mật? Kim Chi, em đừng nghe Thanh Nhã nói. Em không biết là bà ấy có bệnh thần kinh hay sao. Lúc này em có vẻ ốm nè. Em cần phải ăn thêm nhiều chất bổ dưỡng. Em thích ăn gì? Với em, ăn như vậy là ngon lắm rồi. Đối với cuộc sống ngày trước thì đây là thiên đường. Lúc trước em sống khâm khổ lắm sao? Vâng, nhất là thời kỳ mẹ bệnh. Kim Chi, từ đây về sau em sẽ không còn nghèo khổ cô độc nữa. Em sẽ xa rời tất cả những khổ đau đó. Ông, tại sao? Tại sao ông lại thương tôi như vậy? Tôi là một đứa con gái mồ côi giữa chợ đời bơ vơ lạc lòng. Trong vòng tay ông, tôi như vừa được ban thêm sức sống. Nghe từng nhịp đập của con tim em à gọi thăm tên. Xa lạ người dân mà tôi tưởng chừng như ruột thịt của mình. Ông đã đem đến cho tôi một nỗi tình khó tả, vào hồn dưới ảo giác xa xôi. Tôi có ấn tượng của một kẻ lâu ngày lạc trong rừng sâu, bỗng trông thấy nhà, thấy cửa. Một kẻ rén bước được ngồi bên bếp lửa, ấm áp cõi lòng trong cơn sóng. Dốc dáng này cho đến bây giờ mới được vuốt ve yêu mến. Ôi thật tội nghiệp cho Kim Chi, thật là tội nghiệp. Cô bé lười biếng ơi, dậy đi chứ. Nè, mặt trời đã... Hả?
Trời ơi, tôi có lầm chăng? Anh Trọng Nam. Trời ơi, có phải tôi đã chìm bao lạc vào cõi u mê, thấy cảnh gớm ghê bài trò nhúc nhơ? Anh hỡi Trọng Nam, chẳng có gì đâu. Trời ơi, cô gái tơ vàng diêu với ông già, tôi không ngờ một trò hề được phơi bày. Nay sáng mắt ra, lòng già người ta thật quá điêu hoa. Anh hãy im đi, chớ có ghen tương mà nặng nhẹ xuống sàn. Kim Chi, cô là hạng người lòng giả đổi thay, vô tình bạc nghĩa. Nếu giết được cô, tôi sẽ đốt cháy thành than, xây thành bột, để hỏi tại sao sớm quên lời thề thốt, tạo nổi phong ba chớp bể mưa nguồn. Đâu phải là sân khấu mà cô vẻ mặt sắm mê tuồng, bài chi cảnh sớm thay chiều đổi, hãy kết thúc cho rồi một màn kịch dối gian. Tôi tưởng cô là người hiền thục đoan trang, nên dệt mộng tình trao lời hẹn ước. Nào ngờ cô cũng thuộc hạng đổi trắng thay đen, đam mê kim tiền mà vội quên điều nhân nghĩa. Cô tàn nhẫn lắm, cô độc ác lắm. Trọng Nam, hãy dừng tay lại. Thôi từ đây đôi ngã đôi đường, xin đừng nghĩ quan phải dương mang tôi làm sao nói cho nên lời. Ui dòng tay tận ngại má tựa kề vai. Ai có khổ đau mới hiểu tận tường đau khổ, ai có đi qua mới biết đoạn trường kiều. Nỗi trăn trở bâng khuâng càng lúc lại thêm nhiều, tự trách mình vì chữ yêu đã tạo điều quan nghiệt, để bây giờ có miệng mà nói chẳng thành câu. Cuộc đời sao lắm bể dâu, tơ lòng dương mắt nỗi sầu trả dài. Một mình biết một mình hay, ngậm hờn nuốt đắng cho dài quan khiên. Thưa giáo sư, xưa nay tôi vẫn tưởng ông là người có nhân cách, bây giờ mới biết sự thật ông chỉ là lão già chẳng nên nết. Kim Chi, tôi đã hiểu rõ con người thật của cô. Chào. Anh Trọng Nam, anh Trọng Nam. Sắp đặt cho con một đời sống lạ lùng như vậy sao? Kim Chi, suốt 3 ngày qua rồi cô đã phí bao nhiêu nước mắt, bây giờ cô định đổ thêm bao nhiêu tình cảm cho khúc gỗ vô tri ấy chứ? Khúc gỗ? Khúc gỗ nào?
là Trọng Nam đó. Kim Chi, cô hãy cho tôi biết hắn có chỗ nào đang để cô yêu. Hắn chỉ biết lý thuyết đạo đức suông, là một con một sách, là một kẻ tầm thường. So với tôi thì hắn là một con người quá tệ. Nếu tính cộng trừ, tôi 10 phần hắn chỉ có 1. Thay vì yêu hắn thì cô hãy yêu tôi, vì tôi hơn hắn đến 10 lần. Nè, nếu Trọng yêu cô thì cô đã được 10 thằng như hắn. Trọng lợi thế hơn nhiều, tại sao cô không xao xuyến? Tôi chưa thấy ai như anh á, có giọng điệu lý luận gàn bướm. Hãy thử nghĩ lại xem, giữa tôi với Trọng Nam, cô sống với ai sẽ được vui hơn? Kim Chi, cô ngu thật mà. Nhiều lúc tôi thấy cô là một đứa con gái thông minh nhất, nhưng trên phương diện ái tình, tôi thấy cô là một kẻ ngu đần nhất. Thôi được, tôi đã nghĩ kỹ rồi, việc thi vào đại học của em không còn cần thiết nữa. Tôi sẽ không để cho em làm bất cứ việc gì. Làm vợ không cần phải làm thêm nghề khác, không tốt. Cái gì? Anh nói cái gì tôi không hiểu. Ý tôi muốn nói là hè năm tới tôi ra trường, đến mùa thu chúng ta sẽ kết hôn. Kết hôn vào mùa thu được chứ? Trời không nóng cũng không lạnh. Lê Trọng, tôi không bao giờ làm vợ của anh. Coi kìa, tôi biết em phản đối tôi không phải vì em yêu Trọng Nam. Em không hề yêu nó, mà là em yêu tôi. Đừng vội đính chánh, hãy nghe tôi nói đây. Ngay từ đầu em đã yêu tôi rồi, nhưng quả tim em đã có vết thương. Đó là do những áp lực mà cha tôi đã gây cho em. Kim Chi, em đừng ngại gì cả, rồi cha sẽ từ từ hiểu anh. Kim Chi, em đẹp quá à. Anh Trọng, anh đã lầm rồi. Cha anh thương tôi cũng như tôi thương anh, đó chẳng qua chỉ là một thứ tình cảm bình thường, chứ không phải là tình yêu. Thế nào mới gọi là tình yêu? Chẳng hạn như tôi đối với anh Trọng Nam, và Trọng Nam đối với tôi. Em lầm. Không, tôi không bao giờ lầm lẫn. Em thật tình yêu hắn à? Chắc chắn như vậy. Vậy chứ tình yêu và tình bạn khác nhau ra sao? Không có anh, tôi vẫn sống được. Nhưng nếu không có Trọng Nam, thì cuộc đời năm tháng sẽ biến thành dễ sợ thật. Kim Chi, phải chi nước mắt này vì tôi mà đổ xuống thì tôi nghĩ rằng em phải thuộc về tôi. Chúng ta giống nhau thế này, lại cùng bản tính, nhưng mà có lẽ tôi còn thiếu một cái gì đây. Kim Chi ơi, tôi không muốn mình là một kẻ thua cuộc. Anh Trọng, hãy làm anh của tôi nhé. Hồi nào tới giờ tôi không có anh chị em gì cả, lúc nào cũng mong mỏi có được một người anh. Tôi không muốn làm anh của cô. Tôi đã có em gái rồi, cô nghe chưa? Trọng Nam ơi,
Tại sao anh không nghe em bài giải? Tại sao anh lánh mặt em? Giờ này anh ở đâu? Anh có biết là em mong nhớ anh nhiều lắm không? Trọng Nam, Trọng Nam, trong phòng không có ánh đèn. Như vậy là anh chưa về. Anh đi đâu? Có lẽ là đi dạy ở nhà nào chăng? Tại sao mình không vào phòng anh ấy ngồi đợi? Vì nếu thấy mình lê chiếc chân đau đến để đợi chờ, thì biết đâu anh ấy sẽ hết giận. Làm như vậy tuy có bị chạm tự ái, nhưng với tình yêu thì tự ái còn có nghĩa gì nữa đâu. Trên ghế hay còn ấm. Như vậy người con gái lúc nãy không phải là quỷ. Như vậy cô ta là ai? Chắc chắn là Kim Thủy. Nhưng Thủy ở trong phòng tối om này để làm gì? Có phải để đợi Trọng Nam không? Mong em trong sáng như thủy tinh, nhưng em đừng lạnh tựa giá băng. Mong em huy hoàng như ngọc sáng, nhưng em đừng lạnh như đá xanh. Như vậy chiếc mê đai này là của Trọng Nam tặng cho Kim Thủy, và Kim Thủy đem hoàn trả lại cho chủ nhân. Đây là bức họa mà Trọng Nam vẽ tặng cho Kim Thủy đã trên một năm rồi. Mong rằng sẽ có một ngày anh sẽ vẽ được nét cười em yêu. Mong rằng có một ngày nào em không còn vẻ u sầu đơn côi. Nhẹ nhàng anh nói đôi lời, mừng em hạnh phúc trọn đời đẹp tươi. Trọng Nam chúc mừng ngày Kim Thủy lành bệnh. Vậy cô gái lúc nãy đúng là Kim Thủy đã đem trả lại hai kỷ vật này để thức tỉnh kẻ đối giả thay lòng. Mình có ảo tưởng không khi nghĩ là Trọng Nam yêu mình? Mình có gì bằng Kim Thủy đâu. Trời ơi, tôi không hiểu gì cả. Tôi không hiểu. Kim Chi, chân em đã lành rồi à? Có thể đi bình thường được rồi. Ngồi xuống đây đi em. Không, tôi muốn trở về phòng ngay. Kim Chi, em giận anh đó à? Anh đã hiểu tất cả rồi. Anh quá xấu hổ, chuyện vừa qua anh đã ghen tương làm cho rối ren ầm lên. Chiều nay được ông giáo sư Lê Thuận giải thích tận tường. Ông nói gì mà anh mừng? Giáo sư nói em thật dễ thương, chẳng có mẹ cha nên từ lâu
ông xem như là con. Nhờ như vậy mà ông biết được chuyện của chúng mình, nên không hề than phiền. Giáo sư cho rằng em với anh xứng đôi hơn là em với Lê Trọng. Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh buông tôi ra. Kim Chi, chuyện gì nữa vậy? Chuyện gì? Chuyện gì thì anh biết rõ hơn tôi mà. Chuyện gì vậy? Em cứ nói ra đi. Buông tôi ra. Không. Buông tôi ra. Không. Anh Trọng Nam, anh là đàn ông, anh đừng có hiếp tôi. Trời ơi, Kim Chi, bộ cô gặp cướp hay sao mà cô la lớn vậy? Anh Trọng, tốt hơn anh trở về phòng đi, đừng xía vô chuyện người khác. Ủa, thì ra ông giáo sư, anh đang dạy Kim Chi môn gì vậy? Nhu đạo à? Tôi bảo anh đừng xía vô chuyện của tôi, nghe chưa? Tiểu thơ, tôi có vinh hạnh được đưa cô về phòng hay không? Nè, anh có buông tay Kim Chi ra không? Ông giáo sư, ông muốn dạy võ cho tôi nữa à? Anh đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi với Kim Chi. Bằng không thì... Thì sao? Đánh gãi răng anh chứ sao? Đâu, anh thử xem. Lúc này tôi thấy anh có vẻ hay xen vào chuyện của người khác lắm đó nghe. Kim Chi là vị hôn thê của tôi. Hả? Có đúng vậy không Kim Chi? Nói cho hắn biết đi em. Tôi Kim Chi, em làm sao vậy? Kim Chi, em đừng sợ. Câm mồm lại. Đùa giỡn gì đó? Sao ồn quá vậy? À, cũng lại là cô nữa hả? Kim Chi, có phải hôm nay chân cô đã lành? Hèn gì mà chẳng xảy ra chuyện ồn ào. Còn hai người này, bộ định biểu diễn võ thuật hay sao? Nè, nghe lời tôi, hãy về phòng ngay. Sẵn đây, tôi xin thưa một việc. Kể từ mai, tôi sẽ không đảm nhận vai trò giáo sư dạy ở nơi đây. Cậu kia nếu cậu dọn đi mà không chịu dạy, trong khi Kim Chi sắp thi vào đại học, cậu phải biết trách nhiệm của mình một chút. Không phải muốn dạy thì dạy, muốn đi thì đi. Nếu Kim Chi mà thi rớt thì tôi sẽ đập cậu què cẳng, nghe chưa? Tất cả mọi người mau mau về phòng. Kim Chi, ngày mai bắt đầu đi học lại, nghe không? Giáo sư nói thế là sao? Tôi bảo anh không thể rời khỏi nhà này, nghe không? Tôi nghĩ nếu anh muốn đi thì anh là thằng điên. Tôi là thằng điên? Chỉ có trời mới biết trong nhà này ai điên. Kim Chi, em tưởng chân em như thế là lành lặn rồi hay sao mà đi đứng lung tung như vậy? Em có điên không? Thiệt, chẳng ra làm sao cả. Kim Chi, em lẩm bẩm cái gì đó? Tôi nói, nếu thần kinh tôi mà có bị mất thăng bằng thì đó là do sự truyền nhiễm của nhà này đó. Mày đứng đó làm gì? Mày có điên không mà mày cười như vậy? Vui quá cười. Ai cũng điên hết, chỉ khác nhau ở cách điên thôi. Đây đúng là ngôi nhà điên. Kìa, chị Kim Thủy, chị cũng ra đây nữa hả? Làm gì ngồi một mình vậy? Không làm gì cả, ngồi chơi thôi. Ở đây dường như ai cũng mê thích chị, nhất là đàn ông, có phải vậy không? Gì? Chị nói gì? Tôi muốn nói rằng Lê Trọng và Trọng Nam ai cũng mê chị Vân Dương suốt ngày. Thật lạ lùng, tôi muốn biết tại sao chị mê hoặc được cả hai anh chàng này. Xin chị đừng có vội hiểu lầm, tôi chỉ là một cô gái mồ côi, ăn nhờ ở đậu, dáng đâu đều bồng, làm so sánh với tiểu thơ đại ca thân
có bèo an phận mà thôi. Nếu ai mà dám nói yêu tôi như gông vào cổ chứ không ích gì. Tôi cũng không biết họ thích tôi ở chỗ nào nữa. Nè, chị thích nhai thử cỏ non không? Nhai nhai cũng vui vui đó. Trời ơi, ăn cỏ? Chị từ đâu đến vậy? Quê nhà của tôi. Quê nhà? Chỗ đó ở đâu? Bộ ở đó con gái đều ăn cỏ hết sao? Nhai cho vui vậy mà. Vậy chứ lúc còn nhỏ chị chưa hề ăn mầm cỏ, chưa ăn hoa hồng hay cỏ me chua sao? Mấy cái đó ăn được hả? Được chứ, ăn cho vui miệng mà. Chị Thủy à, mấy lúc gần đây tôi thấy dường như chị không ưa tôi. Chị Kim Chi, đối với gia đình này chị không có một chút liên hệ nào của tình huyết nhục. Hay nói gần đúng hơn, chị là khắc tinh của nhà tôi. Chị là một dấu chấm hỏi to lớn mà tôi cần có được một lời giải đáp. Tôi muốn hỏi tại sao mẹ chị lại đem con đi gửi cho người bạn già lâu năm không liên lạc. Tại sao ba tôi nhận chị vào nhà để cho tình thương đối với người thân dần dần mất mát. Sự hiện diện của chị có giản đơn chăng hay là mầm não loạn gia đình? Chị là ai? Tại sao không an phận của mình? Cha chị là ai? Còn sống hay đã chết? Chị đến nhà này vì mục đích gì đây? Chị nói đi. Hạnh phúc gia đình từ trước tới nay chị xuất hiện đã phá tan đi nhiều mơ. Cuộc sống bình yên chị đã làm đảo ngược, đem đến niềm đau thầm lặng. Chị Thủy, chị muốn đưa tôi vào con đường rối rắm phải không? Chị muốn nói gì cứ nói đại ra đi, việc gì phải úp úp mở mở. Chị chính thật là người kỳ quái. Chị kỳ quái thì có. Kim Chi, chị làm rồi. Tôi không phải là loài hoa chùm gửi đâu nha. Mong chị đừng tàn nhẫn ăn cái đọt non của tôi. Kim Chi, tôi muốn nói chuyện với cháu. Có chuyện gì? Bác Thuận, bác muốn dạy bảo điều chi? Bác không có điều chi dạy bảo cả. Chỉ có lời muốn xin cháu. Xin? Bác muốn xin cháu điều gì? Cháu hãy tha cho nó. Tha cho nó? Lại cũng câu ấy. Bác bảo cháu buông tha, nhưng mà tha cho ai? Cháu chưa hề ghét hay làm hại một ai hết. Có. Cháu hãy tha cho Kim Thủy. Nó sắp khổ đau, cũng có làm chi để chị ấy đau buồn. Xin thề là con không có ác ý với ai. Có. Không, không bao giờ. Cô đã đến đây chiếm đoạt trọng nam mà nó đã yêu từ lâu rồi. Bác ơi, cháu không hề cố ý chiếm đoạt trọng nam.
giáo yêu anh ấy với tất cả chân tình. Có lẽ bác không trách khi cháu đã thì làm gì có những cuộc tình gian dở. Trước kia Trọng Nam và Kim Thủy từng kề cận bên nhau như bóng như hình. Cô là kẻ đến sau cô ấy chiếm đoạt tình. Tôi là mẹ nên vô cùng chua xót khi nhìn thấy con mình tình cảm bị bỏ rơi. Nhìn bề ngoài cô thấy nó rất vững vững, nhưng thật ra nó là đứa con gái vô cùng yếu đuối. Ngay từ phút đầu đến đây cô đã biết Kim Thủy yêu Trọng Nam ta chân thành. Bác Thuận, bác bảo tôi phải làm sao? Kim Chi, bản tánh cô cứng cỏi, việc mất Trọng Nam sẽ không làm cho cô đau đớn lắm đâu. Tại sao bác biết? Bác Thuận à, sống trên đời con người có thể dứt bỏ tất cả, nhưng với ái tình thì không được. Nếu một ai đó có thể vì người khác mà dám đem tình cảm của chính mình để hy sinh, thì tôi nghĩ chỉ có thể là thần thánh, chứ không phải là người ở chúng nhân. Tình yêu không thể bán mua hay đổi giá, cũng không có gian xin nài ép bao giờ. Bác có hối hận vì đã cho tôi ở đây không? Một con bé mồ côi được hai bác cho ăn nhờ ở đậu, nhưng chẳng phải vì mang nghĩa ân sâu nặng mà phải lệ thuộc vào sự sắp đặt hay sao? Không, cô lầm rồi. Tôi không có ý chèn ép cô. Nhưng sao bác bắt tôi phải bỏ anh Trọng Nam? Trường hợp bác có thể vì một người đàn bà khác mà chịu xa giáo sư Lê Thuận không? Nếu bác thấy là đã cho tôi một chỗ nương tựa nên có quyền đòi hỏi như thế, thì tôi xin được dọn ra khỏi nhà này nội trong ngày mai. Kim Chi, tôi không có ý như vậy. Vì Kim Thủy thật đáng thương, nó yếu đuối lại giàu tình cảm, em hiểu cho mà. Kim Thủy phải tập cứng rắn một chút chứ. Tôi nghĩ chị ấy sẽ làm được. Bà cũng đừng bao giờ để chị ấy biến thành một loài chùm gởi. Loài chùm gởi? Bà đã là một loài chùm gởi rồi, không lẽ lại nỡ để Kim Thủy biến thành dây chùm gởi thứ hai hay sao? Thôi được rồi Kim Chi, tôi xin rút lại lời tôi vừa nói. Em có lý, tôi không có quyền yêu cầu em xa Trọng Nam được. Tôi tưởng rằng em có thể không yêu lắm, nhưng tôi đã lầm. Em đến đây đúng lúc tình cảm giữa Trọng Nam và Kim Thủy bước vào giai đoạn huyền diệu nhất. Rồi em nhẹ nhàng cướp lấy Trọng Nam. Ai đã an bài tất cả mọi việc ở thế gian này? Nào ai hiểu
Tiếng thở dài đó hình như không phù hợp một chút nào với một cô gái như em. Anh Nam. Nào, nói cho anh nghe đi. Chuyện gì? Nguyên nhân của những tiếng thở dài đó. Khi đã bật ra tiếng thở dài thì cũng có nghĩa đó là nỗi lòng khó thể nói ra. Cả với anh sao? Với anh. Đôi lúc có những điều không nói mà mình vẫn mong người ta hiểu được. Cũng như tâm sự của lòng em thì biết nói sao. Hồng tươi sắc nắng, nhưng cũng có khi dần mây đen đó trở thành những cơn mưa tầm tã giọt thương sâu. Lời tình không dám ngỏ nên bẻ bàn này là số phận em mang. Em đâu ước mơ gì cao vời thênh thang, chỉ mong người ta hiểu được chân tình. Nhưng em chỉ là một hình bóng vu vơ, một làn gió đưa không sao động lá trên cành. Đời bao ngọt ngào em ơi, cớ sao tâm tình không đối trao cùng ai? Duyên lỡ vì em ngày e đôi lời ôm sâu ngàn đời. Người xa dần rồi vui duyên với ai trong đời? Em đắng cay đành cam. Em hỡi vì đâu tình em thương sầu nghe buồn vào hồn. Không biết tại em vô duyên hay người ta hờ hững nên không hiểu tình qua những cánh hoa trao. Nhờ quá nói thay lời tâm sự riêng em, nhưng bởi hoa kia đã úa nhụy thương sầu nên đã trở thành một tiếng nói vô duyên, một tình yêu chưa thắm dội phai tàn. Thôi anh đã hiểu rồi, những giọt lệ em rơi, những ánh mắt ưu tư với tiếng thở dài nào nuốt. Vui lên đi em đò duyên, dù lỡ chuyến nhưng đời vẫn còn nhiều những mơ ước.
được lòng em, thì những lời an ủi kia có khác gì kim châm muối xác. Thủy, em... Anh đừng khuyên em nữa. Tình yêu này là của em, là của riêng em, sẽ suốt đời đeo đẳng trái tim em, suốt đời. Thủy, Thủy, cô không được lớn tiếng. Cô vào đây muốn lục lạo để tìm cái gì? Bác Thuận, bác muốn làm gì vậy? Cô muốn gì? Cô muốn tìm hiểu điều gì hả? Thưa bác, cháu không muốn gì hết. Cô, bác cô... Thuận, bác Thuận, tôi sợ lắm. Bác, tôi không cố tình. Chị đừng nên cho nó đến đây, thật tàn nhẫn quá. Cô ở đây để dò xét tôi đó à? Tôi không thể chịu đựng được nữa, thật tàn nhẫn quá. Tôi không cố tình như thế mà. Tôi không cố tình. Tôi không cố tình. Cô, chúng tôi mất tất cả. Cô đừng đến đây. Tôi ghét cô lắm. Kìa, có chuyện gì vậy? Cô ra. Bác Thuận trở bệnh, chút xíu nữa tôi chết rồi. À, về phòng nghỉ nha. Kim Chi, cô giải thích cho tôi biết, cô đến phòng làm việc của tôi với ý định gì? Dạ, tôi thấy cửa phòng mở nên mới bước vô. Vì tôi muốn biết thêm về giáo sư một cách rõ ràng. Cô đến đây đã làm rối loạn. Lúc nào tôi cũng muốn cô được nên người, cho cô vào đại học để sung sướng cuộc đời, yên ổn để học hành. Cô không chịu phải không? Cái gia đình này đâu phải để cho cô phá hoại. Hết chuyện này rồi tới chuyện nọ, trước khi để cô phá hoại cái nhà này tan nát, tôi chỉ còn cách mời cô đi khỏi là hơn. Thưa giáo sư, giờ của giáo sư suốt chút nữa đã bóp cổ tôi chết rồi, bây giờ đến lượt ông lại ức hiếp tôi. Giáo sư không cần đuổi, tôi sẽ đi liền, đi ngay bây giờ cho ông được an tâm. Ai bóp cổ em? Vợ của ông chứ ai. Mấy người nếu khó chịu không thích tôi thì tôi sẽ không ở đây nữa. Nói thật với ông, tôi sợ ông, sợ tất cả những người trong nhà này. Thật là dã man mà. Nè, từ rày về sau em đừng lục lạo trong phòng tôi nữa nhé. Ráng học đi. Nếu em thi rớt thì làm sao xứng đáng với sự lo lắng của mẹ em. Thưa giáo sư, cảm ơn lòng tốt của giáo sư đã nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi trong suốt nửa năm nay. Nhưng lần này tôi quyết định rời khỏi nơi đây, vì mọi người đã làm cho tôi sợ hãi và chán nản. Tôi sẽ đi. Dù sao tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả. Nhà chúng tôi đâu phải là cái phòng ngủ, mà khi cô thấy vui thì ở, không thích thì bỏ đi. Đâu có cái chuyện dễ dàng như vậy. Mẹ cô đã gửi cô cho tôi, thì trước khi tốt nghiệp tôi có quyền cấm cô rời khỏi nhà này. Đại học có thể bỏ, nhưng nhục không thể nào chịu được. Ai làm cho cô nhục? Với cô, tôi không biết phải đối phó ra sao nữa. Cô vừa đến thì bệnh của Thanh Nhã trở lại,
Kim Thủy đau khổ, Lê Trọng thì bất an, ngay đến Trọng Nam cũng bị ảnh hưởng. Còn ông, sao không nói luôn? Riêng tôi, thôi thì coi như cô là khắc tinh của nhà này vậy. Tôi đã nhẫn nại quá sức. Nếu mà cô bỏ đi tôi bắt lại được thì tôi sẽ đập cô què chân đó. Thưa giáo sư, tôi có chuyện muốn bàn với giáo sư. Tấm hình cô bé này là ai? Kim Chi là gì trong gia đình này? Trong năm, anh tưởng anh có quyền tò mò chuyện bí mật của gia đình người khác à? Thưa giáo sư, xin ông đừng nên hiểu lầm ý tôi. Yêu Kim Chi tôi muốn lo cho nàng, chẳng còn phải đêm ngày hay hùng lo âu. Vì kẻ biết qua thân thế toàn ám hại, sao nói điều bâng quơ, ai muốn làm hại ai. Trong nhà này đang có người ghét ganh, xin giáo sư nên nói ra tận tường. Đừng giấu chôn niềm u ân nào ít chi, và để Kim Chi hiểu rõ qua thân phận, cho u sầu vơi đi không bị người khinh khi. Giáo sư, nếu ông thấy rằng Kim Chi cần phải ở lại đây, làm gì giáo sư có những lý do riêng. Nhưng nếu ở trong nhà ông mà Kim Chi chỉ giống như một kẻ ở đậu, thì chi bằng ông hãy để cho nàng được sống một cuộc đời tự do, không bị ai sỉ nhục, có phải hay hơn không? Sỉ nhục? Ai sỉ nhục nói chứ? Chính Kim Thủy. Cô ấy khinh thường Kim Chi vì tưởng rằng nàng chỉ là đứa con côi đến ăn nhờ ở đậu. Trọng Nam, cậu... Thưa giáo sư, tôi rất hối hận vì đã mang đến cho gia đình bao khó khăn lụy phiền. Giờ đành chia tay, trả về cho ông sợ ấm bên yên lòng. Vì có tôi chỉ thêm quấy rầy. Sống trong giàu sang. Kim Chi ơi, nếu cô lìa bỏ nơi đây thì ngôi nhà này sẽ trở lại thời quang vắng. Qua lá cỏ cây cũng gục đầu im lặng mất cả mùa xuân khi vắng tiếng ai. Là mang niềm vui theo hết, cộng thêm nỗi buồn của những kẻ liếu lưu. Tôi linh cảm chúng mình sẽ gắn bó bên nhau, từ bản tính cho đến thói quen gần như hòa hợp. Ngày mới gặp nhau lòng vui phơi phới, giờ sắp cách xa nghe nghẹn. Trọng, hãy gọi Kim Thủy đến đây. Còn Thanh Nhã,
hãy để ý cho bà ấy nghỉ. Dạo này bệnh tình của bà ấy phát triển thêm lên. Đi đi. Dạ. Kim Chi, em không đi đâu cả. Đây là nhà của tôi, mà cũng là nhà của em. Sao lại là nhà của tôi? Giáo sư nói gì tôi không hiểu. Có gì đâu mà không hiểu. Ông và chồng tương lai của cô đó, biết chưa? Cha ơi, nếu cha bằng lòng thì hãy giữ Kim Chi lại, và con xin cha cho con cưới cô ấy. Lê Trọng! Kim Chi, bạn tin của em giống mẹ em vô cùng. Mẹ tôi là ai? Là vợ của tôi. Một chuyện tình từ lâu chôn kín, tôi cứ ngỡ nó sẽ êm đềm nằm trong dị gian, nay đã đến hồi phải khơi lại niềm đau. Tất cả hãy nghe đây, người vợ của tôi trần thị tâm, một người hiền phụ gian toàn, đã cho tôi những ngày đầy hạnh phúc. Nàng đã cho ra đời hai trẻ, đó là Lê Trọng với Kim Chi. Cái gì? Tôi với cô này là... Đừng nóng. Rồi một hôm, trong chuyến về thăm quê, do lòng bác ái thương người, giờ tôi đem về đây một cô gái tuổi dậy thì. Nói là chỗ bà con cùng chung dòng họ, mắt phải bình hiểm nghèo, cần được sự chăm lo. Tôi chẳng thuần ngân, nhưng nàng giáng sinh cho bằng được, và người con gái kia đã bước vào gia đình này. Đó chính là thánh nhà, là bà Thuận bây giờ. Được chăm sóc tận tình nên dần dần thanh nhà càng đẹp càng xinh, cũng không còn chứng bệnh thần kinh. Rồi một đêm mưa gió bao bùng, thanh nhà dành hết cho tôi. Đến ba tháng sau thì thanh nhà đã mang bầu. Đối với Trần Thị Tâm, tôi cảm thấy mình tội lỗi. Mời thu thật hết sự tình, nàng hãy tha thứ cho tôi. Thanh nhà là dây chùm gợi, một khi rễ đã bám sâu vào cây tòng là không thể nào dứt ra được.
Chỉ khi ta muốn nó chết đi thì mới mong lìa khỏi thân tông. Hạt giống tình yêu bắt đầu nảy lọc dương mầm. Mối tình của Thanh Nhã đối với tôi cũng vậy, nó giống như những chiếc rễ bám sâu sát vào thân. Không dễ gì ai lại cách ngăn, mặc dù biết đó là sai lầm là tôi lỗi. Tôi không thể nào để cho Thanh Nhã đơn côi. Thôi chuyện lỡ rồi đành liều cho duyên số. Chuyện đổ bể rồi trần thị tâm quốc hận. Nàng chẳng tiếc lời cho tỏ cơn tức giận, tự trách mình ngu dại, cuốn người họ trả quán cho mình. Nàng đã bồng đứa con gái ra đi, Lê Trọng và Kim Chi là quyết nhục thâm tình. Trời ơi ghê gớm quá, xin chút nữa tôi đã gây nên tội lỗi tày trời rồi nè. Trời ơi, sau đó chúng tôi tìm kiếm Trần Thị Tâm khắp nơi mà không gặp. Thanh Nhã đã khổ đau khi gia phải thảm kịch này. Bệnh thần kinh tai phát lúc nào cũng ngơ ngác bàng hoàng. Thanh Nhã bảo rằng em không hề cướp chồng của chị anh, chỉ tại lòng em mềm yếu mà ra. Chẳng bao lâu nàng hạ sinh một gái, đứa bé đó chính là Kim Thủy đây. Từ đó bệnh thần kinh của nhà ngày càng trầm trọng, vì hối hận giết làm của những ngày qua. Mãi đến năm ngoái tôi mới nhận được thư của Tâm. Tâm nói con đã lớn và nàng sắp chết, mong tôi sẽ nuôi dưỡng nó. Nhận được thư tôi vội cho người đi dò la tin tức khắp nơi, chưa tìm được thì con đã đến. Chiều chiều trong ngóng thương về xa, mẹ hiền đâu ai đêm nỗi sầu chẳng khoe mắt. Ngẩn ngơ chưa chan lệ nhòa, tôi đứng đâu lặng nhìn tưởng. Không chịu hở môi cho tôi tường tận đuôi đầu. Mẹ vẫn cắn răng ôm chịu cảnh đói nghèo, bệnh trầm kha không tìm giải thuốc. Mẹ vẫn chặt lòng chẳng thu lỗ cùng ai. Dông bão cuộc đời nghiệt ngã đắng cay, có phải
phải mẹ đã phạm lỗi bởi cứu người bất hạnh. Mẹ là kẻ bị hy sinh trong trời sầu hận. Mẹ kính yêu ơi ôi cao cả vô ngần. Giờ tận thương gây lắm đau thương, tôi chẳng làm sao nói nên lời bao nỗi niềm dai dứt lòng đành lên tiếng hoài. Đã mất tâm mất luôn, đó là thanh nhà phát sinh tâm bình. Nếu sự thật bại phơi, nhà không thể nào chịu nổi điều khổ đau dằn vặt từ bấy lâu. Trọng, con hãy nhìn đứa em gái cùng cha cùng mẹ với con đi. Em tôi tại sao lại có chuyện hoang đường xảy ra như vậy? Kim Chi là em ruột của tôi, rồi người đàn bà không thân thích kia lại là mẹ ruột của mình. Người cha, thế giới này có phải là một thế giới điên loạn không? Thế giới điên loạn. Không, không, tôi không muốn làm con của ông. Gia đình này mang đến cho tôi những gì? Ông đã cho tôi được những gì? Trong lúc mẹ con tôi phải chịu sống một cuộc đời gian khổ, thì ông và người đàn bà kia ăn sung mặc sướng. Thế gian này sao qua bất công? Kim Chi, em chạy đi đâu?